Hay, tôi là Mắt. Mắt chúc các bạn trẻ Việt Nam sống khỏe như trâu, sống dài như đĩa, sống lâu như rùa và tiền tài danh vọng từ lưa. Chúc gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau. Rồi bây giờ tới anh Ma. Anh Ma tới đây chúc các bạn trẻ Việt Nam đi anh Ma. Chúc sao vui vui nghe. Hello. Chúc con có duyên nha. Chứ mấy bạn ở Việt Nam khó tính lắm. Chúc bị bà bị chửi chết. Nhưng anh Ma yên tâm đi, không ai dám chửi đâu. Đúng rồi. Hay chửi Mắt khóa Facebook liền chính ha. Yên tâm đi. Bây giờ anh Ma chúc đi. Chúc sao vui vui nha. Sao anh Ma cười vời vậy? Cười cũng đẹp trai ghê luôn, răng cắn ghê luôn ha. Không thôi để Mắt nói luôn cho. Đây là anh Obama, rất thân thiện và dễ thương. Không biết là anh Obama có chơi Facebook của em không? Em là người viết ra trang Facebook. Không biết anh có bị em khóa hay chưa? Nếu anh không vi phạm chính sách thì em không khóa, nhưng mà nếu như anh thích á, anh nói em tiếng để em khóa cho anh vui. Mắt là không vui đâu ha. Hôm nay anh tới đây là để gặp em, giao lưu với khán giả Việt Nam, chứ anh không muốn đôi co với em về cái chuyện mà khóa hay không khóa về tài khoản Facebook ha. Em đừng có để anh bức xúc lên. Thôi bây giờ mình vô thẳng vào vấn đề. Anh nghe nói là em rất là giàu phải không? Hiện tại bây giờ tài sản của em cũng khoảng 60 tỷ đô la, và cũng nghe thông tin là em nói sẽ không để lại tài sản này cho con cái của em về sau, mà em muốn để cho tụi nó tự vươn lên, tự phát triển giống như em bây giờ. Có thể là em sẽ trích một phần nhỏ để cho tụi nó làm ăn thôi, đúng không? Anh thấy cái suy nghĩ này của em cũng là hay. Cái may mắn của em mà được trời sinh ra thiên phú, em giỏi, em là nhân tài, em kiếm được nhiều tiền. Thì khi mà em già rồi á, anh nghĩ là em lấy số tiền này em phân phát cho cộng đồng đi. Chẳng những ở trong nước mình mà ở một số quốc gia khác nữa, bây giờ có nhiều tình cảnh éo le lắm. Chúng ta giống như những thiên sứ được trời cử xuống, chúng ta may mắn kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà anh nghĩ tiền đó xài không hết đâu, mà khi mình mất đi rồi á, mình cũng không thể nào mang theo hết được, đúng không? Bây giờ anh lấy chuyện đơn cử giống như ở Việt Nam đi, chính xác là miền Bắc Việt Nam á, bây giờ bão lũ ngập lụt quá trời luôn, tội nghiệp người dân ở đó. Nên em muốn nói với Mắt như vậy, Mắt trích một số tiền nhỏ nhỏ trong tổng tài sản của Mắt á, chuyển dạng mới cho người dân Việt Nam này, để cho họ xây sở. Tại ít nhiều gì anh nghĩ là họ cũng xài, cũng chơi Facebook của Mắt mà, đúng không? Bây giờ Mắt gửi tiền cho họ vậy có qua có lại sẽ vui vẻ hơn, sẽ làm cho Mắt cảm thấy thân thiện với người dân Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Là Mắt là một người ok, rất là vĩ đại, rất là thoải mái, chứ không phải là ngu đâu ha. Mắt yên tâm đi, ai chửi Mắt ngu vậy? Nói mà chửi là chỗ. Vậy là hay quá, tuyệt vời quá luôn. Mà em mà đắn đo vụ này là em sợ bị ta chửi lắm luôn mà. Nhưng anh Ma, em thực sự là em cũng muốn chuyển tiền về cho họ. Em muốn chuyển tận tay luôn, chứ không muốn qua trung gian chỗ nào trơn, tại vì em không tin tưởng. Em muốn chuyển tận tay từng người luôn. Ủa mà anh Ma dạo này hình như em thấy anh Ma trắng hơn chút phải không? Nhưng mà cái môi của anh Ma còn hơi thâm thâm. Chắc anh Ma hút thuốc dữ lắm hả? Đúng rồi. Nhưng dạo này anh Ma bỏ, không phải bỏ luôn mà hút ít ít lại. Hồi nãy lên đây anh Ma tính lấy mấy cây son của son M18 cậu, anh Ma trét lên cho nó đẹp, nhưng mà anh Ma quên. Còn lý do dạo này anh Ma trắng hơn á, tại vì anh Ma dạo này có kết hợp mấy bộ sản phẩm làm trắng nữa. Trời ơi, coi hiệu quả dữ vậy anh Ma ha. Thì đúng rồi, mấy cái bộ sản phẩm làm trắng ở bên shop M18 cộng hay lắm, với lại mấy cái son môi của bên shop M18 cộng họ sản xuất cũng rất là ok. Trét lên cái là nhìn gợi cảm hấp dẫn liền. Mà tại nãy anh Ma quên, anh Ma tranh thủ lên đây anh Ma gặp Mắt với giao lưu với khán giả Việt Nam, thấy mừng quá cho nên anh Ma quên lấy son của shop M18 cộng anh Ma trét lên. Nên là Mắt cũng đừng có giận, anh đừng buồn với anh nha. Mà phải công nhận là mấy cái bộ sản phẩm làm trắng của bên shop M18 cộng, anh Ma mới tắm có 2-3 lần thôi là anh Ma cảm thấy người nó trắng trắng lên, hồng hào lên. Chứ lúc trước anh Ma đi dạng nắng nhiều lắm, anh Ma bị đen thui. Nếu như Mắt thích, Mắt cứ thử mua vài bộ sản phẩm tắm trắng của bên shop M18 cộng về cho bà xã xài ha. Rồi sẵn mua một lố son của shop M18 cộng về cho bà xã dùng. Thời buổi này đứng trước công chúng chúng ta cần phải hào nhoáng chút cho không thôi bị chửi chứ. Giống như việc anh Ma đứng trước Mắt nè, nếu như mà không hào nhoáng là Mắt khóa Facebook anh rồi không cũng hên. Trời ơi, anh cứ yên tâm đi, em không có khóa bị bạ đâu, em thích là em khóa à, anh Ma cứ yên tâm ha. Còn mấy cái bộ tắm trắng hay là son môi gì của shop M18 cộng, anh Ma cho em xin số điện thoại đi. Chứ anh Ma đứng đối diện em coi như là review, em thấy ok quá trời luôn. Anh Ma chỉ nhiệt tình đi. Nếu như giá cả hợp lý thì nhất định em sẽ mua mỗi thứ 10 bộ về. Còn nếu như mà hôm nay anh Ma quảng cáo xạo quá thì anh Ma coi chừng cái Facebook của anh Ma nghe. Em có thể em hắt nhiệt tình luôn. Đó, thôi bây giờ để em chuyển tiền cho đồng bào ở miền Bắc được. Và gọi 0971575345 để đặt hàng ngay hôm nay.
Tuy là dáng đẹp, mặt đẹp, cười đẹp, từ trên xuống dưới đều đẹp, nhưng da thì không được đẹp thì bạn nên làm gì? Hãy sở hữu ngay bộ sản phẩm làm trắng Green Tea. Ngoài công dụng làm cho da của bạn sáng trắng và mịn, bộ sản phẩm tăm trắng Green Tea sẽ làm da các bạn đẹp lên nhiều lắm. Hãy liên hệ ngay số hotline 0971575345 để đặt hàng ngay hôm nay. Sản phẩm của shop M18 cộng.